bao hồ sơ cho anh em, hỗ trợ sang tên bấm biển cho anh em. Đấy, về chính tên chính chủ cho các bác nhá. Mẫu xe van đăng ký 5 chỗ ngồi, sơn xi màu trắng xịn sò, rất là đẹp luôn. Đấy, mẫu xe nhập khẩu 2016 đối với số đường anh em nhá. Đấy, và anh em nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân, một trong 3 mẫu xe đấy, đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng vừa mới cập bến xong các bác nhá. Con này 179 này, đời 2013, đăng ký và lăn bánh là đầu 2016 anh em nhá. Nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc. Toyota Vios đời 2022, đăng ký và lăn bánh là đầu 2023. Để cho anh em là đâu đó là chỉ có 465 triệu đồng bao hồ sơ, hỗ trợ sang tên bấm biển cho anh em, có lộc lá từ 5 triệu đến 10 triệu khi anh em đến xem xe. Innova đời 2008, số tự động động cơ của nó 2.0, xe tư nhân chính chủ biển Hải Dương, để cho anh em là 235 triệu đồng. Đấy, 235 triệu đồng bao hồ sơ, hỗ trợ sang tên bấm biển cho anh em. Vậy thì anh em nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân một trong 3 mẫu xe đang có tại bãi xe ô tô của Hải Phòng bên em, alo cho em Nghị. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay với sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau. Đoàn Nghị ô tô cũ Hải Phòng lên sóng cho anh em một mẫu xe nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc, đó là một mẫu xe Kia Morning, có năm sản xuất 2013, đăng ký và lăn bánh lần đầu 2016, mang biển kiểm soát 98D00438, một mẫu xe tư nhân chính chủ gia đình sử dụng các bác nhá. Mẫu xe nhập khẩu nguyên con, vâng, bản hatchback một đầu, đăng ký 2 chỗ ngồi, vừa chở được người mà vừa chở được đồ, hiện đang có tại bãi xe ô tô cũ Hải Phòng Đoàn Nghị bên em. Vậy thì anh chị quý vị và các bạn nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe Kia Morning nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc tại alo cho em Nghị, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nằm ngay bên sát quốc lộ 10, đối diện với ngôi chùa Cao Linh, hướng đi Thái Bình và Quảng Ninh các bác nhá. Đấy, nội thất này rất là đẹp luôn các bác nhá. Ghế da này, đấy, ghế da xịn rất là đẹp luôn này. Màn hình cam nồi đầy đủ các bác nhá. Đấy, túi khí cũng như ABS. Mẫu xe gia đình sử dụng xịn sò luôn, cam kết các bác là xe zin cả xe, không đâm xô, không tai nạn, không ngập nước và không taxi, không dịch vụ. Vừa chở được người mà vừa chở được đồ mà giá chỉ có hơn 100 triệu đồng. Hàng nhập khẩu nguyên con từ bên Hàn Quốc về. Anh chị quý vị và các bạn nào mà quan tâm đến mẫu xe Kia Morning nhập khẩu này, alo cho em. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em các nhá. Bên em là đơn vị chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi tất cả những cái dòng xe ô tô cũ đã qua sử dụng từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Đấy, bác nào mà mua xe cũng như bán xe, alo cho em Nghị. Vâng, hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, xe thì bên em thì có giá từ 60 triệu đồng cho đến 600 triệu đồng quay đầu các bác nhé. 60 triệu đồng cho đến 600 triệu đồng quay đầu. Đấy, đây là phần phần khoang đựng đồ đằng sau các bác này. Đấy, khoang đựng đồ của nó này. Đấy, mẫu xe Morning Van đời 2013, 2016 nó xuống được. Đấy, rất là đẹp luôn. Keo chỉ zin, máy số thì rất là ngon. Đấy, keo chỉ zin cả xe anh em nhé. Đấy, anh em nào đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cho mẫu xe này, mua về thì chỉ việc đổ xăng mà sử dụng thôi. Tất cả hệ thống khung cánh cửa các bạn này không hề có một chút mộc mọt nào luôn các bác nhá. Phần keo chỉ của xe, đấy, keo chỉ của em là keo chỉ zin, keo chỉ zin luôn. Táp ly cánh cửa này vẫn còn gai sần rất là đẹp luôn. Hệ thống những cái phần khung cánh cửa không có một tí mộc mọt nào các bạn nhá. Đấy, mẫu xe gia đình xịn sò luôn. Đấy, phải nói rất là đẹp các bạn này. Đấy, cột kèo keo chỉ đầu đít zin. Đấy, máy số thì rất là ngon. Động cơ chỉ với 1.0. Vậy thì mức tiêu hao nguyên liệu của em nó chỉ với 5 lít xăng thôi. Đấy, 5 lít xăng mà trên 100 cây số. Đấy, chở được 2 người, chở được cả đồ luôn các bác nhá. Hệ thống lốp dép này. Đấy, lốp dép của xe này. Tất cả phần cua lốp này không có một chút mộc mọt nào luôn. Cửa lẻo thì rất là chắc chắn các bác nhá. Sơn xi thì màu trắng ngọc trinh. Vâng, rất là đẹp luôn. Biển kiểm soát Bắc Giang. Vâng, một mẫu xe Kia Morning. Đấy, bản hatchback một đầu, xăng ăn như ngửi luôn. Hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, phải nói là rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, giá tiền thì để cho anh em là 179 triệu đồng. Ba hồ sơ gốc về cho anh em, hỗ trợ sang tên bấm biển về chính tên chính chủ cho anh em các bác nhá. Đấy, đây, phần keo chỉ của xe, cam kết là zin cả xe luôn. Đấy, phần đít này. Đấy, máng nước này. Đấy, đinh táng trần trật nguyên bản luôn. Đây, hệ thống cốp sau xe các bác này. Đấy, phần cốp của nó này rất là đẹp các bác nhá. Đấy, phần cốp của xe này.
Đấy, zin toàn tập luôn các bác nhá, zin toàn tập luôn, bao zin cho quý vị và các bạn, bao test hãng các kiểu cho quý vị và các bạn. Vậy thì quý vị và các bạn nào cần tìm cái mẫu xe nhập khẩu, mẫu xe vừa chở được người mà vừa chở được đồ, đấy, liên hệ cho em Nghị luôn. Phần gầm của xe các bác này, đấy, anh em xem này, gầm mẹ của em nó thì rất là đẹp luôn, đấy, không hề có một chút mục mọt nào các bác nhá. Máy chất gầm chắc côn số thì rất là ngọt. Vâng, động cơ chỉ với 1.0. Một mẫu xe Kia Morning nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nguyên liệu. Luồn lách những đường ngang ngõ nhỏ rất là ok, mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu đồng. 2013 đăng ký và lăn bánh là 2016. 2016 em nói với lăn bánh các bác nhé. Lốp dép của xe các bác này, đấy, lốp dép của em nó này rất là dày dặn luôn, đấy, tất cả phần hệ thống cua lốp này không có một chút mục mọt nào luôn. Tay lắm mở cửa thì đã được ốp inox mạ chrome, chân kính vè mưa đầy đủ luôn các bác nhé. Hệ thống phần lóc của xe các bác này, đấy. Phần táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhé. Đấy, các bác xem phần táp ly này. Đấy, táp ly thì rất là hay luôn, rất là đẹp các bác nhé. Âm thanh nè, bốn cánh bốn loa, âm thanh vũ trường thì cực kỳ luôn. Đấy, táp ly thì rất là đẹp, không có hề có một chút mục mọt nào các bác nhé. Hệ thống tất cả những cái phần khung cánh cửa này, phần keo chỉ của xe này, đấy, keo chỉ zin, lót sàn đầy đủ rồi. Đấy, tư nhân chính chủ gia đình sử dụng, anh em nào mà đúng màu đúng mệnh đúng chân cái mẫu xe này, mua xe về sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, chở đồ chở đạc, đấy, chở người ô sọc kê luôn. Đấy, dòng này thì đi rất là bền và lành, máy móc thì không hay hỏng vặt các bác nhé. Phần táp ly cánh cửa của đằng trước bên lái anh em nhé. Đấy, anh em xem và cảm nhận này, rất là đẹp luôn. Đấy, lớp táp ly của nó vẫn còn gai sần, đấy, vẫn còn gai sần rất là ok. Phần keo chỉ của xe, keo chỉ này, đấy, keo chỉ zin các bác nhá, những cái phần khung cánh cửa này, đấy, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Ốc ác bản nề cánh cửa này, đấy, zin các bác nhá, zin toàn tập luôn. Hệ thống hàng ghế đằng trước các bác này, đấy, ghế da xịn luôn các bác nhá, đấy, tươi không cần phải tưới luôn. Ốc ác bản nề, đấy, hệ thống thông số kỹ thuật, nguyên đai nguyên kiện theo nhà máy sản xuất, zin toàn tập luôn các bác nhá. Phần cột keo của